Hello anh em và chào mừng anh em quay trở lại với kênh của Rise Kingdom Việt Nam nha. Video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về cách làm sao để sử dụng điểm hành động ở trong tựa game Rise Kingdom hợp lý, đặc biệt là trong giai đoạn KVK nha anh em. Liệu các bạn nên sử dụng điểm hành động để đánh man rợ hay để đánh pháo đài, để đánh free KVK hay là đua top danh dự thì chúng ta sẽ cùng khám phá trong video ngày hôm nay nha. Và để các bạn có thể hiểu được cách sử dụng điểm hành động một cách hợp lý ấy, thì chúng ta cùng phải tìm được nhiều điểm hành động nhất có thể đúng không? Thì mỗi ngày các bạn sẽ có một cái điểm hành động nhất định nha, và nó sẽ tăng dựa trên cấp VIP của các bạn. Ví dụ hiện tại mình đang là VIP 16 thì cứ 23 giây mình có thể hồi phục được một điểm hành động mà thôi. Và anh em có thể thấy là game có thống kê luôn đó là mình cần khoảng 6 tiếng nữa là mình sẽ full được cái cây điểm hành động của mình, hay trong game hay gọi là điểm AP. Thì một cái lời nhắc nhở nhẹ cho anh em đó là đừng bao giờ để cái điểm hành động này nó full nha. Hãy cố gắng đánh man rợ hay rally pháo đài gì đó, miễn là các bạn đừng có bao giờ để cây này nó đầy, nó sẽ rất là lãng phí luôn. Bởi vì sao? Bởi vì điểm hành động là một cái rất là khó kiếm. Ngoài cái điểm hành động hàng ngày ấy thì các bạn có thể lấy AP thông qua những cái bình AP ở trong game. Nhưng mà những cái bình này thì anh em sẽ lấy ở đâu? Thì các bạn có thể lấy qua cái nhiệm vụ hàng ngày đi. Nhiệm vụ hàng ngày các bạn cũng nhận được bình AP nhá. Ở cái mốc 60 điểm các bạn sẽ nhận được một bình 100 AP một ngày này. Thứ hai đó là thông qua một số cái event trong game. Đợt này thì như không có cái event nào bên mình là lấy được cái bình AP thì phải. Tuy nhiên thì cũng có một số event, đa số là miễn phí cho các bạn, là các bạn sẽ lấy được những cái bình AP ở trong game. Tiếp đó là các bạn có thể lấy thông qua gói chợ phiên. Gói chợ phiên thực ra là một gói khá là rẻ, đa số anh em mà thuộc cái tầm gọi là có nạp tiền ấy thì các bạn đều nên mua gói này nhá. Đối với gói chợ phiên thì các bạn có thể mở khóa cũng khá là dễ đấy. Các bạn chỉ cần mua gói 109 thôi là các bạn đã có thể mở khóa cả 50 cấp rồi. Nó sẽ kiểu lâu hơn một chút nhưng mà chắc chắn với các bạn luôn là các bạn có thể hoàn thành được 50 cấp một cách miễn phí. Đó, các bạn mà mua cái gói chợ phiên thì các bạn sẽ nhận được cái bình AP nha anh em. Đây, sẽ nhận được ở cấp 35 là 5 cái điểm 500 hành động này. Nói chung là gói này thì khá là ngon. Bên cạnh cái điểm AP các bạn nhận được thì các bạn nhận được rất là nhiều quà. Tóm lại là đã nạp tiền thì nên mua. Còn bạn nào kiểu cày chay thì chúng ta có thể bỏ qua nhau. Tiếp nữa là một cái liên quan nạp tiền, đó là gói ngày. Gói ngày thì các bạn cũng sẽ nhận được bình AP. Đây có thể nói là cái nguồn cung cấp AP rất là lớn cho bot. Ngoài ra thì các bạn còn một số nguồn cung cấp AP nữa. Ví dụ là thành tựu KVK này. Cứ khi các bạn kết thúc KVK các bạn sẽ nhận được AP này. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể gọi là rally pháo đài man rợ. Đặc biệt là rally pháo đài man rợ mình nghĩ là cái nguồn cung cấp AP nhiều và ổn định nhất của tựa game Rise Kingdom cho tất cả người chơi nhé. Kingdom các bạn tốt nhất là nên rally càng nhiều pháo đài càng tốt, thì các bạn có thể nhận được bình AP thông qua những cái rương như thế này. Tuy nhiên ấy, mỗi tuần các bạn chỉ có thể nhận được hình như là 7.000 hay 7.500 AP thôi, nói chung là không được nhiều lắm nha anh em. Đó, những cái bản cập nhật gần đây thì game có giới hạn cái việc các bạn nhận được bình AP từ pháo đài man rợ rồi. Tuy nhiên thì các bạn nếu mà tham gia rally pháo đài man rợ ấy thì các bạn cũng được trả lại, đó là cái bình 50 AP. Hiện tại nếu mà nói đúng ra ở map thường nhá thì cái cách các bạn sử dụng AP tốt nhất đó là các bạn hãy rally pháo đài man rợ cho mình, bất kể kingdom của các bạn là kingdom ship thấp hay ship cao nhá. Tại vì các bạn rally pháo đài man rợ nó cho các bạn hai lợi ích. Lợi ích đầu tiên đó là các bạn sẽ nhận được là bình AP thông qua cái quà liên minh này. Lợi ích thứ hai đó là khi mà các bạn rally cái pháo đài man rợ này thì các bạn sẽ mất 150 AP. Tuy nhiên ấy, thì game sẽ trả lại cho các bạn tỷ lệ rất là cao luôn, là một cái bình 50 AP nữa. Như vậy các bạn đã chuyển hóa từ cái lượng AP hàng ngày thành cái AP trong túi để các bạn sử dụng khi các bạn cần thiết nhá. Đó, như vậy thì chúng ta đã nắm được những cách để kiếm bình AP rồi. Vậy thì khi nào thì chúng ta nên sử dụng cái bình AP này? Mình muốn khẳng định với cả một điều đó là đừng bao giờ sử dụng những cái bình AP này ở những cái sự kiện map thường nha anh em. Có nghĩa là các bạn không nên xả AP ở map thường, các bạn chỉ nên xả AP ở trong map KVK thôi. Tất cả những cái event mà các bạn cần đánh man rợ ấy, ví dụ như là event Loha này, event gọi là dự trữ chiến lược này, hoặc là những cái event 7.000 game, 30.000 game thì các bạn hạn chế xả AP tối đa cho mình nha anh em. Nếu mà trong KVK các bạn có thể xả được, ngoài KVK thì không. Tại vì sao? Tại vì ở map thường ấy các bạn đánh những cái pháo đài man rợ, đặc biệt là những cái người man rợ này thì nó không mang lại quá nhiều quà. Trong khi đó thì KVK bên cạnh cái việc mà các bạn cung cấp điểm cho kingdom các bạn, cho liên minh các bạn trong KVK ấy, các bạn còn nhận được cái điểm danh dự cá nhân nữa, giúp các bạn hoàn thành những cái thành tựu trong game. Và các bạn cũng có cơ hội để ăn top danh dự. Như vậy thì chúng ta không nên xả map thường, mà chúng ta nên bắt đầu xả khi mà bước vào KVK. Tuy nhiên ấy, khi mà vào KVK chúng ta cũng có hai giai đoạn mà nghĩ chúng ta nên xả. Giai đoạn đầu tiên hay còn gọi là giai đoạn pre-KVK, và giai đoạn thứ hai là giai đoạn khi các bạn đã vào map KVK rồi. Nếu mà ở pre-KVK ấy, thì mình khuyên là các bạn nên xả càng nhiều càng tốt nha. Bản thân Rock S2P đã đua top danh dự rồi, mình đua xịt được top 2 thôi. Mình xả đến 800.000 AP ở map KVK các bạn, nhưng mình chỉ ăn được top 2. Và các bạn biết mình nhận ra điều gì không? Đó là xả free KVK quà các bạn nhận được sẽ ngon hơn rất là nhiều so với việc các bạn xả trong map KVK nha anh em.
Đó, cái giai đoạn đầu tiên của pre-KVK, nó sẽ yêu cầu bạn đánh đội quân cướp bóc. Các bạn hãy xả càng nhiều AP càng tốt cho mình. Nó sẽ cung cấp cho các bạn rất nhiều game, rất nhiều tăng tốc, rất nhiều tín dụng và vật liệu. Và mình đảm bảo các bạn luôn, cái phần quà đó nó sẽ ngon hơn so với việc các bạn xả trong map KVK nhé anh em. Các bạn chỉ nên xả trong map KVK khi mà các bạn xác định rằng các bạn có thể ăn được cái top danh dự ít nhất là nằm trong top 3 nhá. Còn nếu mà nằm trong top 20 danh dự của KVK thì các bạn cũng không nhất thiết là phải xả cái bình AP làm gì. Các bạn có xả thì không cần quá nhiều đâu, mà cái lựa chọn tốt hơn đó là các bạn nên kéo man rợ kết hợp xả khoảng tầm 100-200 nghìn AP ở đa số map KVK là các bạn đã có thể vào top 20 rồi. Ok, như vậy là ưu tiên của chúng ta đó là sẽ xả ở pre-KVK hơn là trong KVK. Vậy thì nếu mà anh em đã qua giai đoạn pre-KVK rồi, anh em đã bước vào map rồi mà anh em vẫn muốn xả AP thì chúng ta nên xả như thế nào cho hợp lý? Thì các bạn nên xả, thứ nhất là mình muốn nhắc các bạn một điều đó là chắc chắn là các bạn phải đua top danh dự thì hãy nên xả tất cả AP nha. Còn không, các bạn không nên đánh hết AP làm gì. Và khi mà các bạn đã xả điểm hành động ở trong KVK ấy thì các bạn nên đánh pháo đài hay là nên đánh man rợ. Thì thứ nhất ở đây ấy, nếu mà anh em muốn đua top thì chắc chắn anh em phải đánh con man rợ cấp 51 trở lên cho mình. Không đánh man rợ cấp dưới 50 nha anh em, đó 50 trở xuống không đánh. Và cũng không nên chờ để rally pháo đài. Pháo đài 15 sẽ ngon hơn so với việc các bạn đánh man rợ 51. Tuy nhiên ấy, pháo đài 15 thì đến tận cái giai đoạn cuối của KVK nó mới mở khóa cơ. Và cái thời điểm đó thì các bạn mà muốn rally pháo đài 15 cũng rất là khó, do là các bạn không thể xả kịp số lượng điểm hành động lớn được. Vậy nên anh em ấy, nếu mà muốn đua top ở trong KVK thì chúng ta tốt nhất đó là nên đánh man rợ 51, sau đó đến giai đoạn cuối thì các bạn sẽ sử dụng AP để rally pháo đài 15 ở trong map KVK nhé anh em. Và tiện đây mình sẽ trả lời cho anh em một câu hỏi nữa cũng rất là nhiều anh em hỏi mình, đó là anh em hay hỏi là anh Rock ơi, liệu có nên xả AP ở trong map KVK để lấy pha lê hay không? Cái hệ thống pha lê này là một cái hệ thống các bạn nâng công nghệ ở map chinh phạt để giúp các bạn mạnh hơn. Tuy nhiên các bạn không nên xả AP chỉ để lấy pha lê nha anh em. Các bạn đánh một con man rợ trong map KVK ấy, các bạn sẽ nhận được tầm 500 pha lê cộng với cả những cái búp mà tăng pha lê nhận được ấy, các bạn sẽ nhận được là 700 pha lê một con. Thì như vậy các bạn mất khoảng 60 AP, mình đã tính cả cái lượng AP giảm đi rồi để nhận được ở đây đó là 700 pha lê nha anh em, nó rất là ít luôn. Các bạn xả 60.000 AP để nhận được 700.000 pha lê, nó chỉ đủ cho các bạn bấm 1-2 công nghệ ở trong game ấy. Nói chung là nó không đáng anh em. Đó, chỉ nên xả AP ở trong map KVK khi mà các bạn quyết định là ăn top danh dự, top 1-2-3. Thứ hai đó là khi mà các bạn gần hết KVK và các bạn cảm giác rằng các bạn có thể vào được top 20. Các bạn đã kéo man xuyên suốt quá trình đánh KVK rồi thì các bạn có thể xả khoảng 100-200 nghìn AP ở những cái ngày cuối để lọt vào top 20 để lấy cái xu chinh phạt. Còn lại thì mình khuyên anh em đó là hãy chờ đến giai đoạn pre-KVK. Cứ mỗi khi chuẩn bị bước vào KVK ấy, thì anh em sẽ đi đánh những cái đội quân cướp bóc. Đánh càng nhiều càng tốt nha anh em. Cái sự kiện đó nó sẽ diễn ra trong 2 ngày. Thì các bạn đánh 2 ngày giỏi lắm, các bạn đánh được tầm 300.000 AP là mình thấy đã quá là ngon rồi anh em ạ. Ok anh em, vậy là kết thúc video này. Mình sẽ xin tóm tắt lại một chút về cách chúng ta nên sử dụng AP hợp lý cho tựa game Rise Kingdom. Thứ nhất đó là các bạn không nên sử dụng những cái bình AP này ở map thường. Thứ hai, ở map thường chúng ta nên tấn công pháo đài man rợ thay vì đánh man rợ nha các bạn. Thứ ba đó là khi mà bước vào KVK thì chúng ta xả AP ở pre-KVK sẽ ngon hơn so với cái việc mà các bạn xả AP ở trong map KVK nha. Và thứ tư là trong map KVK, nếu mà anh em muốn đua top danh dự thì anh em nên xả AP để đánh man rợ cấp 51 trở lên, chứ không nên chờ đến pháo đài 15 rồi mới bắt đầu xả AP. Khi đó thì các bạn sẽ rất là đuối và các bạn sẽ gặp cái khoảng cách về điểm số rất là lớn, nhiều khi anh em xả không kịp đâu. Ok anh em, và video của mình đến đây kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy video này có ích thì hãy để lại một like và đăng ký kênh cho kênh YouTube của Rise Kingdom Việt Nam. Và hẹn gặp lại tất cả anh em ở video sau. Bye bye. Viết nên lịch sử của chính mình.